Quý Châu xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Những vấn đề của chúng ta ngày thứ Sáu 7 tháng 8 năm 2015. Kính thưa quý vị, vụ án gây chấn động dư luận Canada vào mùa xuân 2010 cách đây 5 năm trong một gia đình di dân Việt Nam với kẻ chủ mưu là cô Jennifer Penn sinh năm 1986, người con gái của gia đình đã thuê người giết chính cha mẹ của mình. Thảm kịch này một lần nữa đặt ra cho chúng ta về mối quan hệ cha mẹ với con cái và phương pháp giáo dục trong gia đình. Chương trình Những vấn đề của chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc giáo dục trẻ em trong gia đình do Quý Châu, Thùy Dương và Hồng Liên thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Thùy Dương xin kính chào quý thính giả đang theo dõi đài truyền hình SBTN. Thì trong studio của chúng ta ngày hôm nay có mặt của hai bạn là Quý Châu và Hoài Liên để thảo luận về việc giáo dục con em của chúng ta. Xin chào Hoài Liên, xin chào Quý Châu. Xin chào Thùy Dương, xin chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Quý Châu chào Thùy Dương và xin chào quý vị. Vậy thì Quý Châu và Hoài Liên cũng có nghe về bài báo là bi kịch về đứa con gái vàng của một gia đình nhập cư châu Á rồi đúng không? Thì câu chuyện về một cô gái tên là Jennifer Penn, 28 tuổi, sinh sống ở North Toronto, đã nói dối ba mẹ về những thành công của mình, giống như là tốt nghiệp high school nè, được vào trường đại học nổi tiếng với scholarship và tốt nghiệp trường dược sĩ. Nhưng trên thực tế là cô chưa hề tốt nghiệp high school. Và sau đó cô còn thuê người giết chính ba mẹ của ruột của mình khi họ bắt đầu nghi ngờ về những thành công của cô. Vậy thì theo hai bạn, cũng là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nhập cư châu Á, thì cảm nghĩ của hai bạn ra sao khi sau khi đọc được bài báo này? Thật sự theo Quý Châu á, thì cảm thấy giống như là buồn cho cả hai bên. Thật sự là buồn cho ba mẹ của cô ấy và thật sự cũng có buồn cho cô ấy nữa. Và nhiều khi Quý Châu cũng có thể có lúc có thể relate, có thể giống như là hiểu được cho cổ là như là cổ như thế nào, có ba mẹ thật sự muốn cổ thật sự nó thành công, và nhưng mà cũng là thật sự là buồn cho cả ba mẹ của cổ luôn. Thì hai bên đều có hai cái câu chuyện khác nhau, thì cái cảm xúc cảm thấy khó tin và cũng thấy rất là buồn. Còn theo Liên thì thật sự mà nói cũng tương tự giống như Châu, thì thật sự mà nói là đọc xong thì thấy rất là buồn và cũng rất là sốc. Buồn là buồn cho cha mẹ của cô và buồn cho cô nữa. Tại vì nói riêng về bản thân Jennifer thì chắc chắn là cô đã mất đi tương lai của mình. Bởi vì pháp luật sẽ không thể nào tha thứ cho cô được. Và để có một cái tương lai sau khi lãnh cái án thì chắc chắn là không còn sáng lạn như là một cái người bình thường. Và còn đối với lại ba mẹ của cô về hướng gia đình thì cha cô cũng đã không còn công nhận cái đứa con này nữa, và ông cũng đã chia sẻ là ông đã bị ám ảnh về cái câu chuyện này. Và khi mà người vợ mất đi thì cũng giống như là cái cuộc sống của ông cũng đã không còn. Thì về hướng xã hội và về hướng gia đình, Jennifer đã không còn gì, và đôi khi là còn tình cảm giữa bạn trai và bạn bè cũng mất đi nữa. Cho nên đó là một cái bi kịch lớn cho cuộc đời của cô. Và Liên cảm thấy là đối với gia đình người Việt, người châu Á của mình nói riêng và đối với bản thân cô thì Liên cảm thấy đó là một sự mất mát rất là lớn. Thì hai bạn nghĩ cái vấn đề chính để diễn ra cái bi kịch cho ngày hôm nay là tại gia đình của Jennifer hay là cho chính Jennifer mà ra? Thật sự theo Châu thấy thì không phải là mình có thể mình blame luôn một phía hay là phía này hay là phía kia, tại vì thật sự hai bên đều có một cái gì đó mà nó cho vào trong cái như là của Liên nói là cái bi kịch này. Về Jennifer thì cô ta thật sự có thể là tinh thần hoặc là cái sự mà đối đầu về những cái gì mà cha mẹ của cổ đối xử với cổ cũng không có thể hiểu được cha mẹ, hoặc là hơi yếu để mà hiểu được cái lý do tại sao mà ba mẹ của cậu lại đối xử với cậu như vậy. Sau khi tìm hiểu ra là cậu đã nói dối, cậu đã làm tất cả mọi thứ mà để lừa cha mẹ mình. Mà về phía cha mẹ của cô Jennifer, gia đình á, thì thật sự họ cũng có thể là cậu đã lớn rồi, không cậu không phải là giống như
như một đứa con nít rất là nhỏ nữa, không có thể nào mà giống như là có thể nói là nhốt cổ ở nhà và không cho cái gì cho cổ làm gì hết. Và thêm cái nữa là ngay cả ba mẹ của Châu, của Quý Châu á, có nói là không có ai có thể nào mà làm cho mình làm cái gì, chỉ có mình có thể là cho mình vươn lên, có một cái ý chí vươn lên để mà thành công trong trong cuộc đời. Còn theo Liên thì cái câu chuyện này á, mình đúng như Châu nói, không thể nào đổ lỗi cho bất kỳ ai hết, tại vì một cái bi kịch nó xảy ra, nó là một chuỗi những sự kiện trong đời của Jennifer và cha mẹ của cô nữa. Thì theo Liên thấy thì có ba nguyên nhân dẫn đến cái sự việc này. Thứ nhất á, là vì khi còn nhỏ, gia đình của cô cũng thúc ép cô học theo cái lối là từ ông nội của cô, có nghĩa là ba mẹ của Jennifer, có nghĩa là từ cái thế hệ trước, ông dùng cái cách giáo dục đó để áp đặt lên Jennifer, có nghĩa là ông luôn theo sát cái bảng điểm của Jennifer, đồng thời là thúc ép con mình học, xong rồi không cho con mình có những cái hoạt động hội nhóm, giao lưu với bạn bè, và những cái chơi những cái trò chơi ở bên ngoài, thì giống như là đóng một cái cánh cửa với xã hội và chỉ bắt ép con mình học thôi. Thì dẫn đến, vì quá nghiêm khắc như vậy thì dẫn đến cái việc là Jennifer phải nói dối khi mà bị những cái điểm thấp. Cái việc Jennifer bị điểm thấp và muốn giấu cha mẹ mình cũng là một cái việc quá dễ hiểu. Tại vì nếu như mà nói là một đứa con gái vàng mà chỉ muốn cho con em mình học á, thì chắc chắn là cha mẹ sẽ chỉ là thôi con học đi, đừng có lo những cái việc trong nhà nữa. Thì cha mẹ chắc chắn sẽ không có để Jennifer phải đụng tay đụng chân gì hết, chỉ lo học thôi. Thì chính vì cái tình thương đó đó mới làm cho Jennifer cảm thấy là mình không thể nào bị cái điểm xấu được, đem cái thành tích xấu về cho cha mẹ. Cho nên hay là nói dối một lần đi. Thì nói dối một lần từ những cái con điểm nhỏ ở cái bậc cấp 2, cấp 3 thì nó sẽ dẫn đến là việc vào trường đại học và nhận scholarship, nhận học bổng. Thì tại sao lại được nhận cái con điểm tốt mà không được nhận vào trường đại học tốt? Cho nên đó là một cái câu chuyện dài trong cái việc đi học của Jennifer. Rồi thêm nữa là vì cha mẹ không có cho Jennifer tiếp xúc nhiều với bạn bè, không cho có những cái mối quan hệ trai gái, có nghĩa là cho hẹn hò với ai hết, thì cha mẹ sẽ không nắm được là cô đang hẹn hò với ai để mà ngồi xuống khuyên bảo là con không có nên gặp cái người đó, cái mẫu người đó là không tốt với con. Cho nên họ vô hình chung đã đóng một cái bức tường xung quanh cô, và khi mà cô thoát ra được á, thì nó lại là cô không biết những cái cạm bẫy ở ngoài xã hội. Cho nên khi mà nó dẫn tới cái bi kịch này á, một phần cũng là vì do bạn trai xúi dục và những cái đám bạn xung quanh nữa. Cho nên đó là cái ý thức của cô chưa có nhận định được đâu là tốt, đâu là xấu. Vậy nói đến bây giờ thì mình đều có, cả ba chúng mình đều có cơ hội được đi học ở Việt Nam và ở Mỹ. Vậy theo nhận định của Quý Châu và Hoài Liên thì cái sự giáo dục con em giữa châu Á và người Mỹ nó khác nhau chỗ nào? Theo Liên nghĩ thì thứ nhất nó có hai điểm khác nhau. Thứ nhất đó chính là Liên thấy là người châu Á mình á, khi mà con cái được điểm tốt thì hoặc là những cái thành tựu tốt ở trường thì thường nghĩ là ba mẹ lo cho thì phải được như vậy chứ, giống như là cái chuyện hiển nhiên mình phải được, tại vì cha mẹ đã cố gắng lo cho mình hết rồi, đặt hy vọng cho mình thì mình phải được như vậy. Còn khi mà bị điểm xấu thì về la là tại sao không có chăm chỉ học tập mà lười biếng để mà bị cái điểm xấu như vậy. Thì tốt không khen nhưng mà xấu thì lại chê bai mắng nhiếc, thì làm cho cái tâm lý con trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn bên phía người phương Tây thì họ luôn thúc đẩy con em mình, thí dụ giống như nó đạt cái thành tựu nào đó thì lúc nào cũng khen ngợi,
Và khi mà nó bị cái gì đó dở hoặc là không có đạt được những cái gì mình mong muốn, thì ngồi kế bên nói chuyện, tìm hiểu tâm lý nó tại sao dẫn đến cái việc như vậy. Thì hai cái đó, hai cái điểm khác nhau đó chính là thưởng phạt phân minh và phải biết tâm sự với con cái, thì để tìm hiểu những cái ngóc ngách tâm lý của con trẻ mình. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự cuộc biểu tình chống phái đoàn văn hóa, thể thao và du lịch Cộng sản Việt Nam do Cộng đồng người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp cùng với Ủy ban Điều hợp Cộng đồng người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 8, 2015 tại The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, 2700 F Street, Northwest Washington DC, 20566, nhằm phản đối buổi trình diễn của Cộng sản Việt Nam tại Kennedy Center. Để cuộc biểu tình được thành công tốt đẹp, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị hưởng ứng, tham dự và vận động người về tham dự đông đảo, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất và tiếp tay phổ biến rộng rãi thông báo này. Xe bus của ban tổ chức sẽ đón quý đồng hương lúc 4:30 chiều ngày 8 tháng 8, 2015 tại trung tâm Eden để đưa đến địa điểm biểu tình. Mọi chi tiết xin liên lạc Đoàn Hiểu Định 703-475-6186 hay Nguyễn Văn Tánh 347-481-8283. Sư đoàn 9 Bộ binh quân lực Việt Nam Cộng hòa trân trọng kính mời quý huynh niên trưởng, quý chiến hữu, quý đồng hương và quý thân hữu cùng tham dự tiệc hội ngộ tại Virginia, thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận vào lúc 6:30 chiều ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044, giá vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Xin liên lạc Nguyễn Đình Thường 703-717-8628, Phùng Văn Nguyên 703-309-3371. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự hội Tết Trung Thu 2015 do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Solot và Gia đình Phật tử Thiện Sinh Chùa Liên Hoa tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi trong cộng đồng, gồm nhiều trò chơi như múa lân, thi lồng đèn tại Mission Church 3100 Sewing Drive, Charlotte, North Carolina 28209 vào Chủ nhật 27 tháng 9, 2015 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Mọi chi tiết xin liên lạc Thu Hương 704-607-7761, Ryan Hồng 949-243-6277. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 30 năm vùng Hoa Thịnh Đốn. Traditional Auto Body đảm trách các dịch vụ. Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị, chính xác, nhanh chóng và miễn phí. Minh Auto Repairs nhận sửa tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc. Bán mua, đổi xe cũ, bảo đảm 3 tháng, giới thiệu chương trình xe mới Hyundai với giá hợp thời trang và vừa túi tiền. Xin liên lạc anh Minh Professional Auto Body 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển đạo cao đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, Hội Cao đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập với sự hỗ trợ của Ban Thế đạo hải ngoại và cơ quan đại diện Cao đài hải ngoại Tòa Thánh Tây Ninh. Hội được phép hoạt động, có nhiệm vụ hình thành cơ sở hành chánh đạo và thực hiện kế hoạch xây cất thánh thất tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi xin kính mời quý đồng đạo ở khắp nơi, nhất là vùng Hoa Thịnh Đốn, vui lòng đến liên lạc tại địa chỉ 304 Hillwood Avenue, phòng 302A, Fortress, Virginia 22046, hay điện thoại 703-942-5673 hoặc email caodaifoundation@gmail.com. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình Những vấn đề của chúng ta. Tiếp theo, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi phần 2, Những vấn đề liên quan đến việc giáo dục trẻ em trong gia đình. Kính mời quý vị theo dõi. Thùy Dương xin kính chào quý thính giả đã đến với phần 2 của buổi thảo luận về giáo dục con em với Quý Châu và Hoài Liên. Thùy Dương xin chào Quý Châu, Thùy Dương xin chào Hoài Liên. Hoài Liên xin chào Thùy Dương và quý vị khán thính giả của đài SBTN. Quý Châu thật chào Thùy Dương và Quý Châu xin chào quý vị. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận lần trước, là thì Thùy Dương cũng muốn hỏi là những bậc châu Á
cha mẹ châu Á thường hay set cái expectation cho con cái của mình rất là cao, giống như là Quý Châu, chắc Quý Châu và Hoài Liên cũng biết là phải học bác sĩ nè, hoặc học engineering. Thì đây có phải là việc sai lầm trong việc nuôi dạy hoặc là tâm lý chung của những bậc cha mẹ hay là không? Theo Quý Châu thì Quý Châu không có thấy nó là một cái sự sai lầm. Thì nhiều người họ muốn set cái expectation rất là cao để mà họ muốn cái gì đó như thật là tốt, the best cho con cái của họ. Nhưng mà có thật sự có nhiều người cho dù họ muốn như vậy, nhưng mà nếu mà con cái của họ không có thích, không có muốn thì cũng không sao, cũng vẫn được. Nhưng mà có thể là có nhiều người, có nhiều bậc cha mẹ khi mà họ xét như vậy, họ muốn như vậy luôn, thì có thực sự nó hơi nó làm cho cảm thấy cho con cái họ rất là lo sợ, nếu mà họ không có đạt được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với họ. Thì cái đó không phải là sai, cái đó cho thấy rất là đúng, nhưng mà mình cũng phải, tại vì mỗi người mỗi khác, mình cũng phải nghĩ là như thế nào cho nó phù hợp với con cái hoặc là gì đó. Theo Liên thấy thì cái việc cha mẹ đặt một cái hy vọng, niềm hy vọng vào con cái mình là một việc hoàn toàn không sai lầm, một việc hoàn toàn rất là đúng đắn. Tại vì những cái việc như là cha mẹ nghĩ là con mình nên làm bác sĩ hoặc kỹ sư thì hoàn toàn là một mục đích tốt, dẫn con cái mình tới những cái một cái tương lai sáng lạng và mục đích không hề gọi là có một cái gì xấu cả. Không có ai muốn con mình sau này phải đi làm những cái công chuyện ở ngoài đường, hoặc là đúng là mỗi người có một cái ngành nghề khác nhau, nhưng mà từ nhỏ cha mẹ luôn nghĩ là con mình sẽ làm một cái gì đó được, có một cái vị trí trong xã hội được nhiều người nể trọng. Nhưng mà tùy theo cái cách giáo dục mà mình dẫn con cái mình tới cái mục đích đó. Thí dụ giống như tùy theo cái bậc tiểu học, bậc cấp 2, cấp 3 tới trung học và cao đẳng, thì mình nên hướng dẫn con em mình như thế nào để cho nó có một cái định hướng cho tương lai, chứ không phải là mình muốn nó làm như vậy là nó phải làm như vậy. Tại vì khi mà muốn con trẻ dấn thân vào cái môi trường y tế thì mình phải cho nó, thí dụ giống như theo cái ý của Liên thì Liên nghĩ là tại sao không cho con mình tới thăm những cái người già hoặc là trẻ bị ung thư, hoặc là nuôi tóc dài để mà có thể donation cho những cái đứa trẻ bị ung thư thời kỳ cuối. Thì những cái việc làm nhỏ đó, một đứa trẻ nó có thể làm được, nó hình thành trong đầu nó là nó muốn phục vụ cộng đồng, nó muốn tới những cái nơi mà về sinh hoạt về y tế thì nó không có sợ cái này cái kia, thì nó có cái ý thức trong đầu nó, thì mình hướng con em mình tới cái những cái việc làm về y tế nó sẽ hay hơn là ba muốn con làm bác sĩ, con phải làm bác sĩ thì nó áp lực quá nặng nề, và khi mà đi học á, nó không có cái sự thoải mái, không có sự vui thích trong cái những cái môn học mà nó học. Cái thứ hai á, Liên nghĩ đó hoàn toàn là tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ, nhưng mà để làm được điều đó phải có một cái phương pháp đúng để hướng dẫn con cái mình đi theo cái con đường mà mình muốn. Vậy thì sau cái bài báo này nè, thì hai bạn có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cái reputation của việc người Asian American giáo dục con em hay là không? Thực sự thì trong cái bài báo nó cũng họ cũng có nói là cái đó nó làm cho người ta hiểu lầm, thực sự có thể làm cho người ta hiểu lầm về những người Asian American ở đây, về bậc cha mẹ. Không phải là ai cũng như vậy, mà mọi người có thể rất là khác nhau, thì Tim cũng có thể đồng ý cái chuyện đó. Thì đúng là như Châu nói, thì bất cứ một cái quốc gia nào, màu da nào, cha mẹ nào cũng muốn con mình nó có một cái tương lai tốt đẹp, giống như Liên nói lúc nãy. Thì sau cái sự việc này xảy ra thì nó giống như một cái hồi chuông báo động cho tất cả các bậc làm cha mẹ nhìn lại cái quãng đường mà mình đã đi qua với con mình, cái cách mình giáo dục từ trước tới giờ như thế nào. Nếu có cách nào hay hơn để mà áp dụng lên con cái thì nên làm ngay từ bây giờ. Còn nếu như mà đang ép buộc nó đi theo cái con đường rập khuôn như vậy thì nên có những sự thay đổi. Tại vì mình làm nhưng mà con cái mình là người chịu ảnh hưởng. Và tốt thì mình nhờ, còn nếu như mà xấu thì con cái mình chịu. Và đôi khi vô hình chung mình là người phải chịu cái việc đó, giống như cái bi kịch của gia đình của Jennifer. Thì Liên nghĩ là
nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách nhìn của những người khác về Asian mình. Thì đôi khi đi học thì cũng nghe nói là mấy người châu Á lúc nào cũng học giỏi, phải được điểm A, điểm B của mấy người châu Á là điểm F của người Mỹ. Nhưng mà thực chất bất cứ gia đình nào cũng muốn con mình học giỏi cả. Và Liên nghĩ là cha mẹ nên nhìn lại những gì mà mình đang làm với con mình. Vậy thì câu kế tiếp thì hơi personal một chút xíu. Thì người thật việc thật thì cho Thị Dương hỏi là một trong hai bạn đã có một lúc nào đó đã từng trải qua cái việc mà ba mẹ mình muốn mình làm một cái việc gì đó mà bản thân mình hoàn toàn không muốn, hoặc là cảm thấy là mình không có khả năng để làm được việc đó. Thì trong lúc đó bạn giải quyết như thế nào? Hồi năm Liên học cấp 2, cấp 3 thì Liên đã từng có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà lúc đó thì nói với cha mẹ, với ba mẹ Liên là thật sự bây giờ con cũng lớn rồi, ba mẹ con biết là ba mẹ đặt nhiều cái hy vọng vô con, nhưng mà phải nghe con nói. Có nghĩa là những cái việc đó thật sự con làm không có được. Và khi mà đi học thì cũng có những cái khó khăn, cũng gặp những khó khăn, tại vì đâu phải đi học là đứa nào cũng phải giỏi ngang nhau. Con cũng có những cái khó khăn của con, thì ba mẹ con nên thông cảm cho con với, tại vì nếu mà la con như vậy thì con sẽ rất là sợ. Thì lúc đó ba mẹ, Liên nghĩ là ba mẹ chắc cũng giật mình nhìn lại là nó lớn rồi, học cấp 3 rồi, cho nên có những cái suy nghĩ riêng như vậy, chứ không phải là giống như cấp 1, cấp 2 đi học lúc nào cũng phải 10 điểm. Thì lúc đó mẹ có nói là nếu như mà con lựa chọn như vậy á, thì con phải đi cho đúng. Ba mẹ lúc nào cũng sẽ ủng hộ, nhưng mà phải, đã lựa chọn thì phải đi cho đúng, chứ không có được đổ thừa hoàn cảnh nữa. Thì đó là ý của Liên. Châu cũng có đồng ý với Liên như vậy. Thực sự nếu mà nhớ tới một cái khoảng cách nào đó như cuộc đời của Châu mà nhớ lại những gì xảy ra, cũng không có thể nhớ thực sự cái khúc nào, nhưng mà cũng có thể có, nhưng mà thực sự Châu không có nhớ. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì thực sự khi mà nhớ tới ba mẹ thì Châu chỉ nhớ tới những lúc mà ba mẹ nói là giống như Liên, là cái gì cũng được, nhưng mà phải nghĩ tới là sau này mình có thể là mình có chỗ đứng trên xã hội hay không, mình có thể tự lo cho mình hay là không, hay là mình phải nhờ người khác, hoặc là mình phải là ở dưới người ta mà phải làm cực khổ mà không được vui. Thì Châu nhớ được như đó, và ba mẹ chỉ là thuyết phục như vậy thôi. Đã phải nghĩ về tương lai của đúng chúng rồi. Ta đúng không? Vậy thì trong tương lai nếu được có quyền lựa chọn và có điều kiện để chọn, thì bạn sẽ chọn lựa cách giáo dục nào cho con em của mình? Nếu mà nói về chọn lựa, không có một cái cách giáo dục nào là standard. Tại vì mỗi người mỗi khác, mỗi người có một tính khác nhau, mỗi người có một người đã nói là một cái unit thật là rất là khác biệt với nhau. Thì mình phải xem cái người đó, thí dụ như nói, có thể là Châu có thể có con, Châu phải coi là cái tính tình nó như thế nào, cá tính nó như thế nào, và áp dụng những gì cần thiết để mà cho nó, để mà tốt cho nó. Theo Liên thì ai cũng cần phải học, giống như là các bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay là nha sĩ, ai khi mà đã có công ăn chuyện làm ổn định, họ vẫn có những cái lớp để học thêm, để bồi dưỡng thêm kiến thức của họ. Thì đối với những bậc làm cha làm mẹ vẫn phải có những cái lớp để mà dạy cách làm cha mẹ. Tại vì làm cha làm mẹ nuôi dưỡng một đứa trẻ một phần, nhưng mà phải dạy bảo nó lại là phần khác. Tại vì nó không thể coi giống như là một cái cây mà mình tưới nước mỗi ngày để cho nó lớn lên tự nhiên như vậy được. Thì cái đứa trẻ cho ăn, cho uống, cho đi chơi, nhưng mà vẫn phải giáo dục nó để cho nó có một cái tương lai. Thì Liên nghĩ rằng á, là nếu như mà Liên làm cha làm mẹ thì dĩ nhiên khi mà sanh con ra thì cũng sẽ tùy theo trai gái, nhưng mà mình phải theo sát con em từ nhỏ. Đó là suy nghĩ của Liên bây giờ thôi. Thì là theo sát, theo tâm lý của nó để mà lúc nào cũng nói chuyện. Tại vì sẽ có những cái việc nó, con em mình xảy ra ở trường hoặc là ở ngoài đời, nhưng mà nó sợ, nó giấu giếm không cho mình biết, thì mình không thể nào theo sát được. Thì mình phải từ nhỏ mình đã rèn cái nếp mà tâm sự với mình giống như một người bạn, một người anh, một người chị, để mà lúc nào con em cũng có một cái nơi để tìm về và tâm sự với mình. Thì Liên nghĩ là như vậy thì nó sẽ dễ hơn trong cái việc giáo dục.
và cũng như việc tìm hiểu tâm lý của con trẻ. Cảm ơn Hoài Liên và Quý Châu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Quý Châu xin cảm ơn Thùy Dương và xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thùy Dương trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thùy Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi thảo luận về giáo dục con em của Thùy Dương, Hoài Liên và Quý Châu ngày hôm nay. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc ship vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Kính mời tham dự văn nghệ gây quỹ và xổ số yểm trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại nhà hàng Kim Sơn số 10613 Bel Air Boulevard, Houston, Texas hồi 6 giờ chiều ngày 16 tháng 8 năm 2015. Để cùng giúp đem tiếng nói tự do, dân chủ, nhân quyền và sự thật phát thanh về Việt Nam hàng đêm từ 9:30 đến 10 giờ tối trên tần số 1503 AM làn sóng của đài BBC cũ. Xin liên lạc nha sĩ Chu Văn Cương 281-650-0658 hoặc ông Văn Đình 281-610-5297. Xin mua vé số yểm trợ 5 đồng một vé với 10 lô trúng rất giá trị, lô độc đắc 5 lượng vàng. Xin liên lạc nha sĩ Thùy Linh 281-701-1672.